Kính thưa toàn thể anh em nghệ nhân và các anh em cổ thủ đam mê tiếng cua gáy gọi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Hôm nay trường 78 cua gáy Phú Yên đăng lên cho anh em xem và chia lại cho anh em một con đồng pha tốt tiếng một hậu. Con này ký rai rai rồi, bây giờ cũng hiện tại bây giờ là 6 tháng, hơn gần 7 tháng rồi, gần 7 tháng. Con này là nói chung là đã ghi thường xuyên ghi rồi, nói chung là rất đẹp chim, rất liếng chim. Con này là mình đặt là con đồng pha tốc độ này, chơi như là mình cảm thấy như một cái máy vậy nè, nói chung là rất là thích. Mình nói sơ qua về cái ngoại hình con chim này. Con chim này là một con chim to con nha. To con, cụm đen nhiều. Nói chung là hơi chào cái máy nha, để nó đứng bình tĩnh lại mình quay cho. Chim to con, mực nô nha, cườm thì nó đóng cườm mà cườm đen rất nhiều, anh em xem cườm đen đóng rất nhiều. Con này đóng cườm cao, đóng cườm lá, mặt nói chung là rất dữ chim, lườn mũi to nha. Con này đóng bộ chân xương, này đóng bộ chân xương, nói chung là đứng bình tĩnh lại là đẹp chim đó, to to con ngực nô, mỏ đen bóng, rồi có bộ chi dàn cũng nhỏ, đuôi vót. Con này đuôi nói chung không bề nha, nói chung là đuôi cũng ok. Con này hồi mình bắt đất cho nên là nó dính giò và nó có một cái ngón, ba ngón trước của nó đây đây con này. Nó đây ngón này, con này giờ nó hơi chia ra sau thới nha nè. Con này nhưng mà về 4 5 ngày sau á thì nó bị rồi, nhưng mà mình biết rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó hình như con nó bị dính giò, nó gãy sao thì con này này đó, nó chia ra sau rồi đó. Đây con này ba ngón trước cả ngón bìa, ngón bìa chia ra sau. Nói chung là nó bị dính giò chứ không phải là tật lỗi từ nhỏ. Mình nói sơ qua về cái trước chơi của con chim này. Con chim này là một con chim đồng pha một hậu, nói chung là tốt tiếng, rất tốt. Còn nước chơi của nó thì khá bài bản, nói chung là dầm lèo đều có nha, đặc biệt là gù rất cứng. Con này gù rất cứng, đã đứng bình tĩnh lại, nói chung là đó, gù rất cứng. Hồi mình lên là thả cò thì không không chịu nhảy, nhưng mình mới thả đất, nó kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mình thấy chày quá mình mới thả đất. Và thả đất quay xuống là ở trên là quay, nói chung là ở trên là cứ tan là chuyền qua chuyền lại, là không rước gù gì làm tá lả binh, nói chung là dặm lèo làm quá trời luôn. Ở trên là cứ bác trên đẩy xuống kinh 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 mồi rút xuống ẹt ẹt ẹt, nhưng mà không chịu xuống. Nhưng mà chừng ở trên đó là mồi mình nó kéo quá, kéo là xuống ức anh nó xuống xuống là mình cắm giò, là nói chung là dày lắm, nhưng mà con này nó cũng khôn né ở ngoài, nó quăng không biết đó. Nó không chịu vô, chừng con mồi mình nó gù căng riết anh vào là anh mới gần, nói chung là gần cả tiếng hồ à. Xuống đất mà gần cả tiếng hồ à. Là bắt đầu mới nhập vô là đá, là bắt đầu là mới dính giò mới bắt được con này. Nói chung là con này là một con chim trọng này, nói chung là khá trọng, do là anh em nhiều anh em cầu thủ quýnh rồi, cho nên giờ nó không biết lòng, nó biết lòng cho nên là lòng cò mà nó cũng bật ngửa ra mà nó không chịu sát vô, đứng ở trên là nó chơi không à, đứng trên đầu nó chơi xuống không à, chuyền qua chuyền lại. Nói chung là con này chim này là mình bữa mình lên là
cũng gặp nó là đúng bữa đó nó công canh kia, nó đấu mà mình thấy nước non nó cũng khá bài bản. Con chim này là mình chấm là 7 điểm trở lên. Thì hôm nay mình nuôi cũng gáy rai rai rồi và chia lại cho anh em, chia lại cho anh em. Bộ ngực nói chung là đẹp, lông mũi to, lông mũi rất to, mỏ rất liếng nha, mỏ đây là mỏ liếng nha, mỏ hổm nha, mỏ chơi tốc độ lắm. Ngực nô cái ngón này, cái ngón bên đây này à, đó anh em thấy không? Ừ. Cái ngón ba ngón trước nhưng mà có một con bia này nó hơi quéo ra sau, nó bị dính giò hồi mình bắt được bắt nó. Con này nói chung là nhờ hai chân đấm rất đều, ngực nô đầu mặt nói chung rất khấu, rất khấu chim. Cườm con này nó đóng nó cườm rất đẹp nha, cườm đen rất nhiều, tắm mà lại đóng cườm đen rất nhiều, đóng cườm cao. Con này là một con gù ở trên tàn mà nó không chịu rớt xuống đất mà nó gù, mình phải kính nữa con chim này. Nói chung là thúc là đổ chiều mấy tất cả 4-5 cậu gần bờ đó là đổ liên tục. Nói chung là nó gù tay đôi với con mồi mà nè, nhưng mà không chịu xuống, mình trông cho nó xuống để mình bắt mà nó không chịu xuống, nó nhầy miết. À, cái máy quay mình quay cho nó nhau anh em thông cảm. Chứ không phải là chim nó nhát nha. Rồi, hôm nay mình đăng lên và chia lại cho anh em nào xem hợp thì liên hệ mình. Số điện thoại của mình là 0935 46 48 34, hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Anh em cứ kết bạn qua Zalo và tìm hiểu con chim này nó nhiều hơn, cũng như là cái nết chơi con chim này như thế nào thì mình sẽ nói cho anh em thêm để anh em biết và đưa nó về đội. Trước hết mình cũng xin cảm ơn tất cả các anh em cầu thủ đã nhín một ít thời gian theo dõi cái video của mình, và cũng cảm ơn những anh em cầu thủ trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ đăng ký kênh cho mình và mua chim cu của mình trong suốt thời gian qua. Mình xin chân thành cảm ơn và hẹn anh em một cái clip tiếp theo, những con bổi nó hay, những con mồi lỡ hoặc những con mồi nó có tố chất, nó có nước non bài bản, mình sẽ chia lại cho anh em, đăng lên và chia lại cho anh em. Xin chào tất cả các anh em cầu thủ.